chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử ca sĩ Tuấn Vũ. Tuấn Vũ là một nam ca sĩ nhạc vàng, người Mỹ gốc Việt. Ông tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, nguyên quán tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông sang Mỹ từ năm 1979. Sau những năm 1981, Tuấn Vũ từ trại tị nạn sang định cư ở Mỹ. Người bảo lãnh cho Tuấn Vũ là một cặp vợ chồng già có hai người con, họ là chủ một lông trại bò sữa trong một thành phố rất buồn là Minnesota. Họ cho Tuấn Vũ đi học trung học, coi Tuấn Vũ như người con và tôn trọng mọi quyết định của ông là vừa học vừa đi làm. Tuy nhiên, ở một thành phố mưa nhiều lại không có người đồng hương gì. Buồn quá, Tuấn Vũ không chịu được và cuối cùng ông chuyển đến vùng San Jose tự thuê nhà và kiếm việc làm. Ở đó, ông đã làm thợ hàn, làm thợ kim loại, đồng thời làm tráng men cho các thiết bị điện lạnh trong suốt 2 năm trời. Mỗi một giờ, ông làm được khoảng $4, so với chi tiêu hồi đó cũng là khá cao, nên cũng đủ trang trải các khoản tiền nhà, tiền điện, tiền ăn và cho cả việc đi nghe nhạc hàng đêm. Cuối tuần, ông thường đến các quán cà phê nghe nhạc, rồi có tham gia những đêm hát cho nhau nghe. Vào năm 1985, trong một đêm biểu diễn hát cho nhau nghe, ca sĩ Trúc Mai đã phát hiện ra giọng hát của Tuấn Vũ và đã mời ông thu chung một bài trong cuốn băng của chị phát hành cho Trung tâm Thanh Lan. Từ bài hát trong cuốn băng đó, Trung tâm Thanh Lan đã ấn tượng với giọng hát của ông và khuyên ông rời San Jose về Santa Anos để tiện cho việc ca hát. Dĩ nhiên, đó là một lời khuyên hợp lý vì ở đó người Việt sống rất đông và nhiều ca sĩ. Về đây, với số tiền dành dụm được trong những ngày tháng làm thuê, Tuấn Vũ đã đầu tư thực hiện cuốn băng gửi về em bán cho Trung tâm Thanh Lan để phát hành. Cuốn băng đó phát hành khoảng 50.000 và từ đó nó đã đưa anh thợ tiện, thợ hàn thành một ca sĩ được nhiều người biết đến. Cuốn băng kế tiếp được Tuấn Vũ hát với Phương Dung có tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Rồi từ từ những trung tâm khác như Giá Ngọc, Người Đẹp Bình Dương, Làng Văn đều mời ông về hát. Thời đó, Tuấn Vũ nở rộ nhất trong vòng 5 năm, từ năm 1985 đến năm 1990. Mỗi bài hát ông thâu với giá $1,000 và mỗi tháng ông thâu khoảng trên 20 bài hát. Với số lượng băng của ông lúc đó là người thâu nhiều nhất và bán được nhiều nhất. Kiếm được tiền, ông mua nhà cửa, xe cộ, ngôi nhà lúc đó của ông to lắm. Ông mua khoảng hơn $500,000, cuộc sống gần như đổi đời. Tuấn Vũ đi biểu diễn khắp châu Âu và quanh nước Mỹ. Đi đâu ông cũng được chào đón nồng nhiệt. Về chuyện vợ con, Tuấn Vũ ngoài 30 tuổi nghĩ rằng cuộc sống cần một mái ấm và ông đã lấy vợ, sống những ngày tháng rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cũng thật ngắn ngủi, kéo dài chỉ được 8 năm, tức là khi con trai ông lên 7 tuổi thì ông và vợ chia tay. Do gia đình bên vợ, họ không muốn Tuấn Vũ đi hát nữa. Vợ Tuấn Vũ lại là một người con gái sinh trưởng trong một gia đình người Hoa, nên tiếng nói của gia đình cũng có tác động lên cô ấy nhiều lắm. Gia đình đằng vợ có một cái chợ mini và muốn ông về quản lý cái chợ đó. Ông không chịu vì nếu đặt sự lựa chọn giữa ca hát và một cái chợ, ông sẽ chọn ca hát. Tuấn Vũ đã chia sẻ rằng, định mệnh tôi sinh ra là để đi hát nên đi hát thôi. Họ không hiểu điều đó và không thích tôi hát. Vì các anh biết đó, dù có nổi tiếng thì trong mắt họ vẫn là người Việt hát cho người Việt, chứ họ không hiểu và không cần hiểu. Tiếng hát của Tuấn Vũ một thời là thần tượng của thính giả trong nước cũng như hải ngoại. Đi đâu cũng nghe Tuấn Vũ, từ Sài Gòn ra Hà Nội, đâu đâu cũng nghe văng vẳng giọng ca của ông. Và không biết bao nhiêu là nhạc phẩm đã được trình bày bởi Tuấn Vũ đều được mọi người ưa thích. Thời gian sau này, Tuấn Vũ rất ít xuất hiện trước khán giả, mặc dù sự đòi hỏi lên rất cao ở khắp nơi, nhưng tiếng hát của ông đã trở thành bất hủ đối với một số đông người. Khán giả chờ đợi sự xuất hiện của ông, họ thèm thuồng tiếng hát, có một sức lôi cuốn kỳ diệu, nhưng Tuấn Vũ vẫn vắng bóng. Trong những năm từ năm 1985 đến năm 1991, tiếng hát Tuấn Vũ đã mang đến một lợi nhuận rất lớn cho những trung tâm băng nhạc như Giá Ngọc, Phượng Hoàng. Băng đĩa nhạc nào hoặc CD nào có Tuấn Vũ hát chắc chắn sẽ phát hành rất ăn ý. Lý do sự vắng bóng của Tuấn Vũ trong những ngày gần đây gây nhiều thắc mắc đến những người ái mộ ông. Theo những người thân cận của Tuấn Vũ cho biết thì có lẽ ông đã có một niềm đam mê nào khác ngoài âm nhạc. Hiện ông vẫn tiếp tục hoạt động văn nghệ, thường xuất hiện trong các chương trình của Trung tâm Asia, Trung tâm Thúy Nga. Tuấn Vũ trở về nước lần đầu là vào năm 2001. Lần về nước ngày 16 tháng 7 năm 2010, Tuấn Vũ đã biểu diễn 6 đêm tại nhà hát lớn Hà Nội, tại khách sạn Đại U và nhiều tỉnh thành khác trên tại miền Bắc. Tháng 11 năm 2018, Tuấn Vũ trở về Việt Nam
và tổ chức live show mang tên 10 năm tái ngộ diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 29 tháng 12.